sản phẩm càng đặc sản, càng giá trị thì nó càng cao. Thì cái này đúng, đó là một quy luật thị trường. Thực ra khi ta phải nuôi con đặc sản, trồng cái đặc sản thì một là lãi nhiều, hai là thất bại thì không bán được, đó là một quy luật rồi. Thì chúng tôi không khuyến cáo mà để doanh nghiệp họ làm, họ đầu tư họ làm. Thì cái này là cái nhất. Và doanh nghiệp thì họ sẽ tìm được đầu ra, rồi liên kết được chuỗi, tìm được thị trường thì đều rủi ro hơn thị trường xa. Chứ còn nếu người dân thì nên nuôi những con truyền thống thôi. Ví như ở bên nuôi thì nên nuôi con bò của bò Mông, bò Bản Địa chắc chắn, chứ đưa bò lại lên đây có khi dễ chết, nguy hiểm, ví dụ thế.